Xin chào, chào mừng bạn đến với bài tập thắt đáy lưng ong, khóa học yoga giảm cân từ A đến Z cùng huấn luyện viên yoga by Sophie. Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hành các động tác tập bụng kết hợp với các tư thế giãn cơ của yoga để giúp bạn có thời gian nghỉ xen kẽ với các tư thế đốt cháy mỡ thừa ở phần bụng, giảm eo để giúp bạn có vòng eo con kiến. Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện 3 động tác tập bụng liên tục, sau đó giãn cơ rồi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết bài. Bài tập này sẽ có độ dài khoảng 20 phút. Và bây giờ hãy cùng ngồi xuống sàn và cùng thực hiện bài tập thắt đáy lưng ong. Rồi lăn lưng nằm xuống và bắt đầu. Tay chạm vào gót chân, đưa hai tay qua đầu, chúng ta sẽ ngồi dậy. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi từ đây chúng ta nâng hai chân lên, bàn tay nhấn xuống sàn. Hãy sử dụng cơ bụng dưới để nâng hông lên 10 lần. Bắt đầu. 10 9 8 7 6 5 Hóp bụng vào. 4 3 2 1. Rồi đặt chân xuống sàn, nâng đầu lên, chạm ngón chân út. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, từ đây chúng ta ôm hai gối, đưa hai gối sang bên phải, xoay cột sống, mắt nhìn bàn tay trái. Tay phải hướng hai gối xuống sàn, lấn vai trái xuống, hít một hơi sâu, thở hết ra, xoay gối sang bên phải. Trở về, ôm hai gối vào ngực, hít vào, thở hết ra đổi bên, đưa hai gối sang bên trái, mắt nhìn bàn tay phải, giữ ở đây vài hơi thở sâu. Hướng gối phải xuống sàn, trở về ôm hai gối vào ngực, hít vào, thở hết ra ngồi bật dậy, hai tay chạm sàn lướt, hai chân về phía sau vào tư thế tấm ván plank. Rồi bây giờ bạn hãy đặt hai cùi chỏ xuống nhé, đan bàn tay lại với nhau, hướng hông phải xuống sàn hít vào, rồi hướng hông trái xuống sàn thở hết ra, cùng thực hiện 20 lần. Bắt đầu nào. 20, hóp bụng vào. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi trở về giữa, hai bàn tay hướng về cùi chỏ và tư thế tấm ván nghiêng, đưa tay phải lên, hít vào, 10, thở ra hạ xuống, hít vào, 9, thở hạ xuống, hít, 8, thở, hít, 7, hít đẩy hông cao lên, 6, hóp bụng lại, hít,
mỏng. 4. Hít. 3. Hít. 2. Hít. 1. Giữ tấm ván thấp, đan hai tay lại với nhau, nhấn cổ trỏ xuống, cuộn lưng hóp bụng giữ ở đây. 10. Người mới có thể đặt gối xuống sàn, cuộn lưng lên. 9. 8. Hướng xương cụt với gót chân. 7. Đẩy ngực xa thẳng. 6. Hít thở sâu. 5. 4. 3. 2. 1. Đặt gối xuống sàn. Rồi bây giờ chúng ta mở hai gối rộng bằng hông. Nâng cổ trỏ lên và tư thế cái bàn nhé. Hít vào, đưa tay phải lên. Thở, luồn tay phải dưới vai trái. Vào tư thế luồn kim với dài tay trái về phía trước. Xoay hông trái lên trời, đẩy hông trái về sau. Kéo căng duỗi luồn trái, nách vai. Vài hơi thở sâu ở đây, nhấn cái vai phải của bạn xuống. Đặt tay trái dưới vai trái, chúng ta trở về cái bàn, hít vào, thở hết ra. Đổi bên, đưa tay trái lên trời, hít vào, thở luôn tay trái dưới vai phải. Đặt tay và má xuống sàn, với dài tay phải về phía trước, xoay ngực phải lên, lùi hông phải về sau, kéo dài luôn phải. Vài hơi thật sâu ở đây. Thả lỏng cổ, mắt nhìn bàn tay trái. Hãy nhấn vai trái của bạn xuống. Căng duỗi cho phía sau vai trái. Như thế này rất tốt cho cổ vai gáy. Cảm nhận lưng trên phía sau. Rồi, đặt tay phải dưới vai, hít vào, nâng ngực vai lên, trở về cái bàn. Rồi, thở hết ra, ngồi xuống giữa sàn. Chúng ta sẽ vào tư thế Navasana, cái thuyền được phục bụng. Hai tay đặt sau đùi, mở ngực. Rồi, hít vào, mở ngực ra, đẩy vai về sau, hóp bụng vào, thở hết ra, ngả lưng về sau, giữ thẳng thắt lưng. Rồi, từ đây nâng hai chân lên nếu được, hoặc bạn cứ đặt chân xuống sàn nhé. Rồi, từ đây chúng ta đan hai tay phía trước. Rồi, xoay người sang bên phải, hít. Rồi, xoay người sang bên trái, thở. 20 lần bắt đầu nào. 20, 19, 18, 17, hóp bụng vào. 16, đi xa hơn được, nâng chân lên. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, hóp bụng vào, 5, 4, 3, 2, 1, rồi đặt hai tay xuống sàn phía sau. Và bây giờ chúng ta sẽ ngả về sau, hít vào mở ngực ra, thở co gối vào ngực nhé. Bắt đầu 10 lần, hít, 10, hít, 9, hít, 8, hít, 7, hít, 6, hóp bụng vào, hít, 5, hít, đẩy ngực về trước, 4, 3, 2, 1, rồi đặt bàn chân xuống sàn, nhấn hai bàn tay xuống sàn, rồi chúng ta đẩy hông lên, rồi hạ hông xuống, cùng thực hiện 10 lần bắt đầu nào, hít, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
một giữ ở đây, duỗi hai chân về phía trước. Nhấn bàn tay đẩy hông cao lên trời, hít vào. Rồi thở hết ra, đặt hông xuống sàn. Rồi bây giờ chúng ta ngồi ở giữa sàn bạn nhé. Duỗi chân phải của mình. Hít vào đưa tay qua đầu. Thở hết ra mình nghiêng người sang bên phải. Đưa tay trái tìm về bàn chân. Xoay ngược trái lên. Vài hơi thở sâu ở đây. Ngồi trở về, hít vào. Thở đổi bên, duỗi chân trái co gối phải vòng vào vòng hông. Hít vào đưa tay qua đầu. Thở hết ra, nghiêng người sang chân bên trái. Xoay ngược phải lên. Giữ ở đây. Nằm, hơi thở sâu. Trở về, hít vào. Thở hết ra. Đặt tay xuống. Rồi bây giờ, từ đây chúng ta sẽ nằm xuống sàn. Hãy nâng hai chân lên. Hít vào. Rồi đưa hai tay qua đầu. Bạn có thể duỗi gối hoặc co gối. Hít vào, lên hóp bụng vào. Nhìn rốn, hai tay vỗ phía sau. Thở hết ra. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Rồi, đặt hai tay xuống sàn, nhấn bàn tay xuống, hạ chân góc 45 độ này, hít vào. Rồi nâng chân lên, đẩy hông cao lên, thở hết ra, hãy sử dụng cơ bụng dưới nhé. Rồi nhấn thắt lưng xuống, cùng thực hiện 10 lần hít. 10 9 8 7 Co gối lại một chút cũng được. 6 5 4 3 2 1 Rồi. Rồi bây giờ hãy hạ chân xuống một góc 45 độ, nhấn thắt lưng xuống sàn. Rồi chúng ta sẽ di chuyển hai chân như thế này, giống như mình đang bơi. Hãy thả lỏng cổ, hóp bụng vào. 10 Nhấn tay xuống sàn. 9 8 Hóp bụng vào. 7 6 5 Hạ chân thấp xuống một chút. 4 3 2 Nâng đầu lên. 1 Rồi co gối, đặt bàn chân xuống, tay chạm gót chân, đặt đầu xuống sàn. Chúng ta cùng nâng hông lên để giãn cơ bụng nào. Vào tư thế cái cầu, đẩy ngược về cằm, mắt nhìn rốn. Giữ ở đây. Siết cơ mông, đẩy hông cao lên trời. Năm hơi thở sâu. Rồi đặt hông xuống sàn, ôm hai gối, lăn lưng ngồi dậy. Rồi chúng ta bước trở về tư thế cái bàn.
Hai tay đặt dưới vai rồi, bây giờ mình lại duỗi hai gối ra nhé. Bây giờ bạn sẽ cùng Sophie đặt từng củ trỏ xuống sàn nào. Người mới có thể đặt hai gối xuống. Rồi, nâng củ trỏ lên. Mình thực hiện, bắt đầu bên phải trước nào. 10 lần. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Rồi. Đưa gối phải chạm cùi trỏ phải. Gối trái chạm cùi trỏ trái. 10 lần mỗi bên bắt đầu. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giữ ở đây. 10 tấm ván, 9, 8, 7, 6, 5, hóp bụng vào, 4, 3, 2, 1, rồi đặt gối xuống sàn. Rất tốt, giờ chúng ta sẽ đặt ngược xuống. Và mở hai tay sang hai bên nhé. Co gối phải vào, rồi đưa chân phải sang bên trái. Mình sẽ nằm, lăn lưng sang một bên. Tay trái chạm xuống sàn, đưa tay phải về phía sau, đan hai tay với nhau. Giữ ở đây, nhấn cái vai trái xuống, mở khớp vai bên trái. Xoay ngực phải hướng lên trời và về sau. Nằm úp xuống sàn. Mình đổi bên. Đưa chân trái sang bên phải. Đan hai tay phía sau. Hãy nhấn vai phải xuống. Hướng gối trái lên trời hoặc về sau nếu được. Vài hơi thở sâu ở đây. Rồi bây giờ bạn hãy úp ngực trái xuống sàn. Đưa hai tay ra sau tìm cổ chân. Hít vào nâng ngực vai lên nâng gối lên. Vào tư thế cánh cung mắt nhìn về trước. Giữ ở đây vài hơi thở. Hãy nhấn rốn của bạn xuống. Cố gắng đá bàn chân về sau, mở ngực mở vai ra. Nâng gối cao lên. Mở thở hết ra, đặt ngực xuống. Lùi hông về đứa trẻ. Rồi nâng hông lên. Chúng ta cùng vào tư thế con lạc đà. Người mới hãy đặt tay lên hông, đẩy hông về phía trước, khép củ trỏ vào, đẩy ngực hướng lên trời. Bạn chỉ cần giữ ở đây thôi là rất tốt rồi. Cố gắng mở ngực hết cỡ nhé. Còn tập lâu, hãy làm tư thế con lạc đà. Hít vào đưa tay phải lên,
thở, đặt tay phải sau gót chân, để kiễng mũi chân. Hít vào đưa tay trái lên, thở hết đặt tay lên gót chân, hãy đẩy ngực về phía trước. Đẩy hông về phía trước, đẩy ngực hướng lên trời, thả lỏng cổ và hãy kéo giãn cho cơ bụng của bạn. Hít vào đưa tay phải lên, môi đặt xuống thở hết ra, và tay trái trở về tư thế đứa trẻ. Ngồi duỗi hai chân về phía trước. Hít vào đưa hai tay qua đầu kéo dài cuộc sống ra. Thở hết ra Paschimottanasana. Gập bụng ngực cằm, người mới co nhẹ hai gối lại nhé. Hoặc là các bạn có thể sử dụng một sợi dây, bụng chạm đùi. Tập lâu rồi thì duỗi hai gối, tay ôm lấy bàn chân, kéo giãn cho thắt lưng. Nhấn bụng xuống đùi. Trong tư thế Paschimottanasana, hãy giữ thắt lưng thẳng, tránh hiện tượng lưng con tôm. Nếu lưng bị con tôm, hãy co hai gối lại và nhấn rốn hướng xuống đùi, kéo dài giãn thắt lưng. Ngồi từ từ nâng ngực vai lên, hít vào, thở hết ra, xong. Rồi, chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập cho cơ bụng để giúp các bạn có một cơ bụng đẹp, giảm eo, thắt đáy lưng ong. Cảm ơn bạn đã hoàn thành bài tập này cùng với Sophie. Nếu bạn có câu hỏi hãy comment ở bên dưới và cho Sophie biết hiệu quả của bài tập này nhé. Hẹn gặp lại trong những bài tập yoga tiếp theo. Namaste. Bạn vừa hoàn thành xong một bài tập thuộc khóa premium yoga giảm cân từ A đến Z cùng huấn luyện viên yoga by Sophie. Nếu bạn muốn xem trọn bộ khóa học này, hãy ghé thăm website yogagiamcanaz.com. Khóa học gồm những video bài tập có độ dài từ 45 đến 60 phút giúp bạn giảm cân theo từng vùng hoặc giảm cân cho toàn bộ cơ thể, sẽ giúp bạn có một thân hình săn chắc và cảm thấy tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp bạn trên website yogagiamcanaz.com. Chúc bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại trong những bài tập yoga tiếp theo. Namaste!